Xin mời Hòa thượng Thích Thanh Quyết phát biểu, đại biểu Nguyễn Thiện Nhân, đoàn thành phố Hồ Chí Minh, chuẩn bị. Kính thưa Quốc hội, trước hết tôi cơ bản thống nhất với những đánh giá của Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình kinh tế xã hội năm 2024 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025. Năm 2024, tình hình thế giới vẫn diễn biến rất phức tạp, khó lường, nền kinh tế nước ta chịu ảnh hưởng trực tiếp, nhất là biến đổi khí hậu. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, chúng ta đã cơ bản đạt được những mục tiêu tổng quát đề ra. Một, kinh tế vĩ mô được ổn định, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được đảm bảo, nền kinh tế được phục hồi rõ nét trên các lĩnh vực. Ước cả năm 2024 đạt và vượt 14 trên 15 chỉ tiêu chủ yếu, đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu về xã hội. Công tác hoàn thiện thể chế pháp luật được chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả. Phát triển kết cấu hạ tầng có bước đột phá, nhất là giao thông và điện lực. 2. Dưới sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, địa phương thực hiện quyết liệt, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản, đồng thời kịp thời khắc phục hậu quả sau bão lũ. Trong khó khăn, hoạn nạn, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của nhân dân được phát huy. Hình ảnh Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi thăm hỏi cùng nhân dân khắc phục hậu quả đã cảm kích nhân tâm. 3. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, dân tộc, tôn giáo, vùng núi, vùng sâu xa, vùng vừa chịu tác động xấu của cơn bão số 3 và số 6 gây ra được quan tâm khắc phục rất cao, phát triển toàn diện. Đặc biệt, Chính phủ phát động phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà rột nát trên phạm vi cả nước năm 2025. Đây là chính sách nhân văn, nhân bản, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta, được nhân dân, cử tri cả nước đánh giá rất cao. 4. Chính trị được ổn định, độc lập chủ quyền quốc gia được giữ vững, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, nhất là đối ngoại cấp cao, được triển khai chủ động, toàn diện, hiệu quả, củng cố và nâng cao vị thế uy tín quốc tế của đất nước. Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, vẫn còn một số các hạn chế bất cập cần tiếp tục tập trung khắc phục. Thứ nhất, ổn định kinh tế vĩ mô vẫn còn tiềm ẩn rủi ro, nhất là các yếu tố từ bên ngoài. 2. Sản xuất, kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn. 3. Công tác hoàn thiện thể chế cần tập trung xử lý. 4. Chất lượng nguồn nhân lực trong các ngành công nghệ cao còn hạn chế, đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, thiên tai, bão lũ vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Định hướng, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, tôi đề nghị Chính phủ, 1. Tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ và tài khóa nhằm ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốt lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế đất nước. 2. Phát triển, đẩy mạnh hơn nữa việc rà soát, hoàn thiện thể chế pháp luật, nâng cao hiệu lực hiệu quả trong tổ chức thực hiện. 3. Tập trung nguồn lực, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ hiện tại, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông quốc gia trọng điểm như đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Vì giao thông thông thì vạn sự hanh thông. 4. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai. 5. Phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính. Kính thưa Quốc hội, trong thời gian ngắn qua, đất nước có hai sự kiện. 1. Cuộc đời và sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể nói là một nát cách lịch sử của dân tộc, đã để lại niềm tiếc thương,
tiếc thương vô hạn đối với nhân dân trong và ngoài nước, đã để lại một tư duy mới, một nhận thức mới trong lãnh đạo, quản lý, điều hành đất nước. Đặc biệt đã để lại một bộ máy lãnh đạo xuất sắc, trí tuệ, đoàn kết, nhân văn, đưa đất nước bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình như phù đổng Thiên Thiên Vương đã từng vươn vai cách đây hơn 3.000 năm trước. 2. Theo thống kê sơ bộ, cứ đến năm Giáp Thìn 1964, 1904, 1844, vân vân, nước ta phải chịu gánh nặng những thiên tai nặng nề. Mỗi lần xảy ra có thể tính đến hàng chục nghìn người mất. Không hiểu tạo hóa xoay vần thế nào mà cứ đến năm Giáp Thìn lại đặc biệt đến thế. Từ đó chúng ta phải có tầm nhìn dài hạn để trồng phòng chống đến năm Giáp Thìn sau 2084. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.